D mười cảnh giới của hành ấm một hai loại tà kiến vô nhân kinh văn A nan đương chi thị đắc chánh chi sa ma tha trung chư thiện nam tử ngưng minh chánh tâm thập loại thiên ma bất đắc kỳ tiện phương đắc tinh nghiên cùng sanh loại bản ư bản loại trung sanh nguyên lộ giả quán bỉ u thanh viên nhiễu động nguyên ư viên nguyên trung khởi kế độ giả thị nhân đọa nhập nhị vô nhân luận việt dịch A Nan nên biết các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu Samatha, tránh tâm ngưng lặng sáng suốt, không bị quấy phá bởi mười loại thiên ma. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loại chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loại hiện ra, quán xét cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u uẩn kia, trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân rằng A Nan nên biết các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân chính trong khi tu sa ma tha chỉ còn gọi là tịch tĩnh Tránh tâm ngưng lặng sáng suốt không bị quấy phá bởi mười loại thiên ma, tâm đã được điều phục ngưng lặng sáng suốt trong định, tâm hành giả trở nên sáng suốt ngưng lặng, không bị quấy phá bởi mười loại thiên ma, thiên ma không có cơ hội để quấy phá hành giả. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loại chúng sanh, bây giờ hành giả có thể có được cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc sinh diệt của mười hai loại chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra. Khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của mỗi loài chúng sanh, hành giả có thể quan sát cội gốc thường chuyển động lăng xăng trùm khắp uẩn kia hành giả quan sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rất khó nhận ra ấy, trạng thái bập bềnh tỏa khắp này là một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi thức thứ bảy, trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. Nhưng nếu hành giả đột nhiên bắt đầu có một sự thay đổi và bắt đầu khởi tâm so đo chấp trước, trước vào cội nguồn trùm khắp ấy là tự tánh xưa nay vốn tròn đầy thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân.